Vì sao? Vì ác ma và bè lũ của chúng tuy luôn tìm đủ mọi cách muốn hoại diệt bát nhã ba la mật đa, nhưng chư Phật Thế Tôn cũng luôn luôn phương tiện từ bi hộ niệm, làm cho các thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát Thừa khi biên chép vân vân bát nhã ba la mật đa sâu xa, không có các chướng ngại và được mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà.